cầu cào lên cặp lốp để đi phố ha, cháy phố tối nay. Tối nay anh Hưng có đi phố với anh em mình nè. Đó không? Bánh 21, bánh trước 21, bánh sau nè. Đã không? Quá đã luôn. Ủa bánh này em chưa bơm hả? Anh em nào mà muốn lên cái lốp ga như thế này, ghé cửa hàng mình, em tìm tôi sẽ cột địa chỉ 27 Nguyễn Du, phải gọi giúp nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều ha. Chào, hẹn gặp lại anh em nha.